Tin Ai Cập Thái độ mới của Hồi giáo Ai Cập đối với lễ Giáng sinh Lần đầu tiên, thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo ở Ai Cập chính thức nhìn nhận các cử chỉ thân hữu và tôn trọng của tín đồ Hồi giáo đối với những ngày lễ không thuộc Hồi giáo. Hôm 1 tháng 1 năm 2019, báo An Aram ở Cairo, Ai Cập đưa tin Đền thờ và Đại học Hồi giáo An Aza đã công bố một giáo pháp theo đó các tín hữu Hồi giáo có thể chúc mừng và trao đổi quà tặng với các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh và mọi lễ khác. Lý do vì Hồi giáo đòi các tín hữu hãy tăng cường các mối liên hệ thân hữu và cảm thông giữa con người với nhau. Sở dĩ đại học này công bố giáo Pháp vì có một số học giả Hồi giáo thủ cựu ở Ai Cập cảnh giác các tín đồ đừng liên hoan và chúc mừng với các tín hữu Kitô đặc biệt nhân dịp lễ Giáng sinh. Các kỳ hữu Ai Cập sắp mừng lễ Giáng sinh vào ngày 6 và 7 tháng 1 năm 2019 này, theo niên lịch Giuliano, thay vì ngày 25 tháng 12 theo niên lịch Gregoriano của Công giáo Roma. Anaza được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunni, với hơn 900 triệu tín đồ trên thế giới. Đây là đền thờ Hồi giáo cổ kính nhất ở Cairo và thuộc hàng những đền thờ quan trọng nhất của Hồi giáo. Đây cũng là một đại học Hồi giáo với khoảng 20.000 sinh viên. Giáo Pháp do an Aza ban hành được coi là quy luật hành xử cho các tín đồ Hồi giáo Sunni. Đức Hồng Y cô ủng hộ giải pháp trên và khẳng định một người có tín ngưỡng, bất luận thuộc tôn giáo nào đều phải cổ võ tình huynh đệ, bao dung và yêu thương, chứ không gieo rắc sự chia rẽ và nổi loạn. <laughs>